thấy thì thấy lùm rồi đó, đợt nó lùm thấy đảo có bữa cái rồi tới trừ là lanh xuống thì ngon qua lại không thấy lanh xuống gì hết, mà thấy lùm đó đó mà không biết lùm chì đó đạo không đạo không biết rồi. Thì thím ra ít ít chứ đó chứ không nhiều không. Đến đi xây dựng bô cũng nào nào lùm cũng chưa thành phán đi được cũng cả nhai hù đấy, tao vẫn anh luôn rồi cái nó nhỏ thôi, chứ còn tàu lái nó lại không được, mấy cào với nó lại không được. Đó là những ý kiến của người dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng khi nói về hai bến tàu trên sông Quý Loan rơi vào tình trạng bỏ hoang nhiều năm nay. Kể từ khi xây dựng, bến tàu này luôn vắng vẻ điều hưu là hình ảnh đã quá quen thuộc với người dân nơi đây. Không có tàu cập vào, người dân băn khoăn không biết mục đích của công trình này là gì. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do đơn vị khảo sát đánh giá hiện trạng trước khi phê duyệt và thi công không kỹ lưỡng, nên tàu thuyền cỡ lớn có muốn cũng không thể lên đây được. Qua những thông tin của những anh mà anh có tàu, thì anh bảo là cái cầu Tí Loan cũ, thì cái độ cao đó nó không đảm bảo cho tàu lên xuống được, cho nên cũng là một cái trở ngại lớn. Cho nên là dân ở đây thì rất là khắc khao làm sao mà có tàu để lên để mà phát triển du lịch làng quê. Và đời sống của dân có thể khá lên, nhưng mà do điều kiện như vậy cho nên là hiện tại thì những người mà họ muốn tìm hiểu về cái làng này thì họ đi bằng ô tô với lại xe ông đa đến đây là chính. Dù hai bến tàu từng rất được kỳ vọng sẽ là công trình hỗ trợ phát triển du lịch đường thủy, cải thiện kinh tế địa phương, vậy nhưng từ kỳ vọng đã trở thành thất vọng. Hiện những bến tàu này gần như chỉ phục vụ cho mục đích dân sinh, gây lãng phí. Còn với những doanh nghiệp đã đầu tư du lịch, họ chỉ biết mòn mỏi chờ đợi sớm có những giải pháp khắc phục để có thể kích cầu, đón khách tham quan lên đây theo đường thủy